Xin chào các bạn, trước mắt các bạn đây là những chiếc xe cứu hỏa của đội phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội. Như các bạn đã biết thì những cái vụ hỏa hoạn thường gây ra những cái tổn hại rất là lớn về tài sản và có thể nguy hiểm đến tính mạng của con người. Vì vậy ngoài cái việc mà người dân chúng ta cần phải phòng cháy chữa cháy thì các cái đội cứu hỏa cần trang bị những cái dàn xe cứu hỏa phải hiện đại và mang cái tính cơ động cao nhằm xử lý các cái tình huống khẩn cấp để giảm thiểu những cái thiệt hại có thể mang đến. Việt Nam từ lâu đã sở hữu những cái dòng xe chữa cháy chuyên dụng hiện đại đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của châu Âu, đặc biệt là cơ động cao. Hiện nay tại Việt Nam đang sở hữu những cái dòng xe chữa cháy như là MAN, Mercedes, Hino, Isuzu, Kamaz, Daewoo, Dongfeng, Volvo, dòng xe Thaco, dòng xe Mitsubishi. Sắp tới là dịp Tết Nguyên đán, mọi gia đình đều thắp hương đốt vàng mã để thờ cúng ông bà. Vì vậy là chúng ta nên đề phòng cháy nổ có thể xảy ra bằng việc là thắp hương xa trần nhà, xa các cái vật dụng dễ cháy. Và khi thắp hương thì cần có người trông coi, không nên đốt vàng mã quá nhiều, nhất là các loại vàng mã lớn. Sang năm mới thì xin kính chúc anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh xe tải 365 trong cái thời gian vừa qua.